lật đổ sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một chiến lược của các thế lực chống cộng cực đoan, phản động. Để thực hiện chiến lược này, chúng thường có những video clip, hình ảnh, bài viết phản ánh sai sự thật, vu cáo, bôi nhọ Đảng Cộng sản, chế độ, đất nước, con người Việt Nam với tần suất ngày càng tăng. Ví dụ điển hình là vào trung tuần tháng 2 năm 2022, trên trang Facebook phản động có tên là Tiếng Dân News có bài viết "Thách thức nghiêm trọng nhất của Việt Nam là Đảng Cộng sản" của Jack Hammer Nguyễn với nội dung chủ yếu cho rằng Hà Nội đã thành công trong việc đu dây giữa Washington và Bắc Kinh, Đảng Cộng sản đã dẹp luôn những tổ chức dân sự ít màu sắc chính trị quyền lực và tống giam trái phép những người đối kháng của chế độ và được không ít những tổ chức, cá nhân cùng hội cùng thuyền tán thưởng, lăng xê. Xin thưa rằng, sự lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở chính trị, pháp lý và xã hội vững chắc. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, được quản lý, điều hành bằng hiến pháp và pháp luật, nhân dân được sống trong môi trường hòa bình, tự do mưu sinh theo quy định của pháp luật. Các quyền của người dân Việt Nam về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các quyền được sống, làm việc, phát triển, bảo vệ, giáo dục, an sinh xã hội được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước, sự quản trị của chính phủ, đoàn kết, hăng say lao động, sản xuất làm giàu cho chính mình, gia đình và xã hội. Việt Nam đã thoát khỏi nước nghèo, chậm phát triển, trở thành nước phát triển mức trung bình, đời sống vật chất, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân ngày càng tốt hơn. Vậy xin hỏi Jack Hammer Nguyễn rằng, một đất nước lãnh đạo, quản lý bởi một nhà nước độc tài thì có được kết quả như trên không? Không, hoàn toàn không. Sự lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định đến sự phát triển của đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hùng cường. Đây là điều không thể phủ nhận. Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, dĩ bất biến, ứng vạn biến, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế. Cho nên, việc Jack Hammer Nguyễn và những kẻ cùng hội, cùng thuyền cho rằng Việt Nam đu dây giữa Washington và Bắc Kinh trong quan hệ ngoại giao nhận định hồ đồ, bịa đặt. Những tổ chức, cá nhân có những hành vi vi phạm hiến pháp và pháp luật Việt Nam, như những tổ chức giả danh Việt Tân, Văn đoàn Độc lập, Công đoàn Độc lập, hay các cá nhân Cù Huy Hà Vũ, Phạm Đoan Trang, Ngụy Thị Khanh, Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, bị luật pháp trừng trị là tất yếu khách quan. Đó cùng là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của dân tộc, của các tổ chức, quyền con người, quyền công dân. Thực tế cho thấy, cho có sùa đoàn người vẫn tiến. Cho nên, dẫu Jack Hammer Nguyễn và Tiếng Dân News có sùa ông ổng, thì cũng chẳng được con đường phát triển theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của dân tộc, đất nước Việt Nam.